Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những chức năng làm sắc cạnh trong thanh filter. Các bạn chọn hình, chúng ta vào filter. Các bạn chọn phần sharpen. Nếu như các bạn chọn slash reduction thì bảng hồng thoại hiện ra. Đối tượng này có chức năng như sau. Ở những tấm hình chúng ta, nếu các bạn zoom lớn vào sẽ thấy có những độ zoom nho nhỏ ở những cạnh của viền. Thì đối tượng này sẽ lấy lại sắc cạnh và khử lại độ zoom cho chúng ta. Tôi có thể bấm review, các bạn thấy đã được khử và chưa được khử. Nếu như chúng ta tăng phần blur chắc làm mờ quá lớn, đối tượng chúng ta sẽ tăng thêm phần sắc cạnh. Các bạn có thể chọn một vài tùy chỉnh như auto, bezel và high tùy theo cường độ. Ở phần smooth chúng ta tăng lên thì đối tượng chúng ta sẽ được làm mềm trở lại ban đầu. Vì vậy với đối tượng này tôi có thể vừa phải thôi. Chúng ta có thể tăng cái phần này. Phần này chính là thịt theo, tương tự như vậy. Các bạn tăng càng lớn, đối tượng chúng ta càng nghiêng về những đối tượng ban đầu hơn. Còn giảm lại thì đối tượng chúng ta sẽ càng sát cạnh. Các bạn tăng hết sức hài hòa đối tượng này. Sau khi tăng, tôi có thể bấm review lại. Hoặc là chúng ta cùng nhau tăng hết các đối tượng này lên. Ví dụ như vậy. Các bạn thấy hình review nó chạy bên dưới này này. Khá là chậm chạp. Review. Có độ rung nhẹ. Đúng không các bạn? Và chúng ta cùng nhau giảm đối tượng này vừa phải thôi. Vì vậy, đối tượng này vừa khử độ rung và vừa tạo cho một ảnh chúng ta sắc nét hơn. Nếu đồng ý chúng ta nhấn OK trên bàn phím và chờ đối tượng này chạy trong giây lát. Tôi cần chân Z. Cần chân Z. Các bạn thấy sự khác biệt không nào? Rất sắc cạnh. Bên cạnh đó, các chức năng làm sắc cạnh của chúng ta còn một vài chức năng sẽ không cho chúng ta hiệu chỉnh. Ví dụ như chúng ta vào filter, sharper và chọn sharpen. Lập tức đối tượng chúng ta đã được làm sắc một cách nhẹ nhàng. Tôi cần chân Z lại. Và tiếp tục vào filter, sharper và chọn sharpen. Sẽ làm mềm đối tượng cạnh mà thôi. Tôi zoom lớn lên. Bây giờ tôi cần chân Z một lần. Bị nhòe và cần Z trở lại. Đã làm sắc cạnh. Cái này có sự thay đổi rất ít, rất là khó quan sát. Vì vậy nếu các bạn sử dụng chức năng này, chúng ta nên zoom lớn đối tượng lên, phóng to để chúng ta quan sát dễ hơn. Tôi tiếp tục vào filter, sharper. Nếu như tôi chọn sharp more, nó sẽ làm sắc cạnh hơn nữa. Cái này thì dễ dàng nhận biết hơn. Tôi cần chuyển Z lại và cần Z tiếp. Vì vậy ở đối tượng này chúng ta có một vài chức năng mà không cho chúng ta tùy chỉnh các cái bảng và thông số.